Xin chào tất cả quý hàng thân yêu của Minh Thiên. Hôm nay Minh Thiên sẽ quay trực tiếp cho quý vị và các bạn được biết là quy trình sản xuất con tiện cầu thang bằng bê tông giả gỗ quý vị nhé. Đây là những chiếc khuôn để sản xuất con tiện cầu thang đây. Đó. Khuôn thì đổ cầu thang thì chúng ta có thể làm bằng khuôn sắt hoặc khuôn nhựa đều được. Đây là những chiếc khuôn trụ, trụ bằng xi măng giả gỗ. Sau khi dỡ khuôn ra thì nó vẫn có một chút ba vía, chúng ta cứ bả sửa cái phần ba vía này, sửa ba vía này nhé. Đó. Sửa tất cả những cái phần ba vía này bằng cách là quét cái bột bột xi vào. Đây quét xi này, đây em sẽ quay cho các bác xem. Đây là sau khi dỡ khuôn ra thì chúng ta sẽ phun dầu chống dính. Đó, dỡ khuôn ra thì sẽ phun dầu. Đó. Anh ơi, anh cho cái vòi cao lên một tí. Cho cái vòi cao lên thì nó mới dỡ bật đi, đúng rồi. Đấy. Phun dầu xuống dưới để chuẩn bị ghép khuôn vào mà được. Khuôn này thì nó sẽ cực kỳ là nhanh luôn. Quý vị và các bạn có thể xem nhé. Đây là những chiếc khuôn này là đã dỡ ra đây rồi. Sản phẩm đã dỡ ra. Đó, đã dỡ khuôn ra được rồi nha. Đây là khuôn vuông này, đây là tiện vuông này, tiện vuông này, chữ S này, đây là con tiện chữ S này. Đó. Anh cho cao lên thì cái vòi nó mới đỡ, cái dầu nó mới đỡ bắn ra ngoài. Đấy, đây sản phẩm đang vừa dỡ ra đây các bác nhé, vừa dỡ ra đây. Bây giờ là quay sang sửa. Mài bỏ ba viên. Đấy, bệnh dịch thì Covid thì chả làm được. Đấy, cái gì cũng lên. Thế mà con tiện xi măng thì chả lên giá. Cái gì cũng lên mà. Đấy. Đầu con tiện. Đầu con tiện chả lên giá. Thế nó mới ác hồn. Đây là khuôn sản xuất con tiện cầu thang bằng xi măng giả gỗ. Đấy, có mỗi con tiện chả lên giá. Đây là con tiện chữ S. Đấy. Quá trình dỡ ra. Dỡ thì đổ hôm nay thì mai chết chi đi rồi thì mới dỡ ra được. Đó. Đấy. Dỡ từng con ra xong thì để ngày mai chết chi đi rồi thì bắt đầu quay sang bả sữa. Đây là những con mà dỡ ra, con tiện dỡ ra thì nó vẫn có cái ba viên, nó có tí ba viên này thôi. Còn đây là sản phẩm mà đã qua cái phần bả sữa rồi, bỏ ba viên rồi, xử lý bỏ ba viên rồi. Đây, quay cái đoạn cho các bác xem xử lý bỏ cái lỗ bọt. Đây là thuộc vào phần đánh bóng. Đây là làm đẹp. Công trình này là công trình làm đẹp. Đấy. Cho xi măng này vào này để quét cho cái xi măng nó lấp vào, nó lấp vào thì nó không để lại cái lỗ bọt nữa. Đấy, đây là bột xi.
đục xi măng. Đấy. Sau khi dỡ ra đây thì nó có những cái bọt bọt này. Thì là vì con này là chúng ta để sơn giả gỗ, cho nên là phải xử lý bỏ những cái bọt. Cầu thang bằng xi măng giả gỗ, càng nhẵn bao nhiêu thì vân gỗ nó càng nổi vân đấy. Đúng rồi. Đấy. Đây là những sản phẩm mà dỡ ra nó có ba viên đây này. Đáng tuổi dỡ ra bảo bác là hôm sau dỡ ra là phải cạo của cái bao viên này trước cái đã này, thì hôm sau mình quét đấy, hôm sau mình quét đây này thì nó không bị ấy, nó lại không vào cái phần